Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại kênh ô tô cổ Sài Gòn. Và đang rất là vui khi các bạn và các anh chị theo dõi kênh rất là đều ha. Và bên Đăng là địa chỉ 642B quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Ở đây thì Đăng có dịch vụ rửa xe, chăm sóc xe, phụ ceramic, phụ kiện đồ đầy đủ nha các bạn. Và kết hợp theo đó thì Đăng có luôn dịch vụ là bán bảo hiểm 2 chiều. Ở phía dưới đây thì làm về cái tút tát đồng sơn cho đẹp xe nha. Thì đang ngồi phía trong thì có một cái anh. Đợi từ, các em đang rửa xe nên là hơi ướt cái camera. Các bạn đợi đơn tí. Đó, thì đang ngồi phía trong thì có một anh gọi điện kêu Đăng ơi, em làm một cái clip mà tổng hợp tất cả các xe bên em đi, để có gì anh thấy xe nào được anh qua anh lấy một chiếc. Cũng người quen. Thì bây giờ kết hợp đó Đăng sẽ làm tổng hợp tới cho các bạn và các anh chị luôn nha. Thì lúc nãy Đăng mới quay xong cái con Accent này nè. Đây là Đăng sẽ quay lại luôn trong clip tổng hợp, Đăng sẽ đi từ ngoài vô trong nha. Thì ở đây Đăng sẽ báo giá và đợi xe, sẽ bỏ qua là các bước là keo chỉ nha. Đăng sẽ quay sơ cái nội thất tới cho các bạn và các anh chị. Rồi, thì đầu tiên đây là chiếc Accent Blue, xe nhập Hàn Quốc, đời 2015, biển số 71, xe được 46.000 km, đã được có cửa sổ trời nha các bạn, số tự động. Và xe để coi có gì giới thiệu nữa không. Xe được trang bị là đây, camera gear, cảm biến gear, ghế da, camera hành trình đầy đủ ha. Và xe này vẫn còn vay được ngân hàng nha các bạn, bao đông đụng, bao ngầm nước. Tất cả các xe đây đều bao đông đụng, bao ngầm nước nha. Và chiếc xe này đang bán với giá là 410 triệu còn thương lượng nha. Và vẫn hỗ trợ vay ngân hàng cho các bạn và các anh chị luôn. Tiếp theo đây là chiếc Hyundai Tucson, đời 2018. Xe sở hữu nước sơn là màu trắng, biển số 60, thì là ở Đồng Nai. Đây, các bạn đợi đăng một tí nha. Và xe đi được 45.000 km, vỏ còn zin theo xe nha, rất là đẹp. Có nhiều đồ chơi nha các bạn, chén cửa nè, cúp điện, cảm biến gear, camera gear, có gắn chữ turbo thôi, thực chất là bản 2.0 đặc biệt nha các bạn. Ở đây thì có màn hình ZTEC luôn, màn hình cao cấp, cửa sổ chơi toàn cảnh panorama. Đó, xe đời 2018 nha, đi được 45.000 km, bản 2.0 đặc biệt. Và giá bán đang bán cho con này là 795 triệu còn thương lượng nha. Có hỗ trợ vay ngân hàng, trả góp và các thủ tục pháp lý đảm bảo an toàn cho các bạn, yên tâm. Và xe này thì là một dòng xe SUV 5 chỗ nha các bạn, thể thao, gầm cao. Còn đây là chiếc Fortuner, số sàn máy dầu, đời 2013, biển số 65, Cần Thơ. Xe độ lên full TRD, nước sơn là màu trắng, được trang bị rất là nhiều đồ chơi, tại vì lên full TRD các bạn, rất là nhiều đồ chơi nha. Đó, chén cửa nè, cản sâu, cảm biến gear, camera gear, quyền đèn. Đây, đây sẽ mở nội thất. Nội thất là ghế da, có màn hình cho chúng ta luôn. Và giá bán đang bán cho con này là 601, nhưng mà trên kênh của Đăng sẽ bán với giá là 595 triệu còn thương lượng nha. Và chiếc Fortuner máy dầu này đi được 162.000 km, hết vay được rồi nha các bạn, đời 2015 trở lên là vay được nha. Tiếp theo đây là chiếc Innova E, số sàn, đời 2018, sở nước sơn là màu xám lông chuột, là màu rất là hiếm, vỏ còn zin theo xe,
Đồ chơi thì cũng tương đối nhiều, quyền kem mưa, dán phim. Đấy các bạn, chưa có màn hình, chưa có camera hành trình, thì các bạn thêm hai cái đó thôi. Có này bước chân trong ngoài luôn. Và cái màu này thì cái màu đặc nha các bạn. Để nó coi. Và chiếc Innova này đã đi được 75.000 km và giá bán cho con này là 625 triệu. Còn thương lượng cho các bạn là mua bán nhanh gọn lẹ nha. Giá bán là có bớt chứ các bạn, và có hỗ trợ cho vay. Còn đây là chiếc Accent. Đâu để coi, như chiếc Accent này đây rồi. Accent đời 2018. Phiên bản là số sàn, bản full. Đi được 70.000 km. Xe được trang bị cảm biến da, camera da đầy đủ ha. Biển 61 là ở Bình Dương. Đây, được trang bị ghế da. Lót sàn 5D có rối. Ở trên chúng ta bọc trần. Xe này thì mua về chạy dịch vụ thì khỏi chê. Xe đi được 70.000 km. Có màn hình AVD đầy đủ. Hình như xe này là xe cũng chạy dịch vụ nè các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm, xe này đang đã kiểm tra hết rồi, xe không đông đụng, không ngập nước. Và chủ xe đi rất là kỹ, hầu như là zin hết nha các bạn, không sơn tút gì luôn. Không sơn tút gì hết, xe rất là đẹp. Và giá bán đang bán cho con chiếc Accent này là 405 triệu nha các bạn. 405 triệu, còn thương lượng luôn. Rất là đẹp. Các bạn và các anh chị nào mua một chiếc xe để chạy dịch vụ thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời luôn, không thể tuyệt vời hơn được nữa. Bạn full mà nha, chứ không phải là bạn thiếu đâu. Thì tiếp theo, đây là chiếc Mazda 6 đời 2019, sở hữu nước sơn màu là màu trắng, biển số 94. Xe đi được 37.000 km và giá bán là 795 triệu, ngang với con Tucson luôn. Xe Mazda 6 thì đồ chơi mà khỏi chê. Đây là một chiếc xe phân khúc D nha các bạn, chứ không phải là một chiếc xe đâu nha. Mazda 6 là một chiếc xe phân khúc D cạnh tranh trực tiếp với Camry và những cái dòng khác. Có lót sàn 5D, có rối, cửa sổ chơi rồi nè. Giá bán rất là mềm, 795 triệu thôi. Rồi, sát bên cũng là một dòng của Mazda luôn, đó chính là chiếc Mazda 3 1.5 số tự động đời 2018, biển số 93, Bình Phước. Sở hữu nước sơn là màu nâu, xe được 36.000 km và giá bán của nó là 590 triệu. Thì đường quốc lộ là tương đối hơi bụi nha các bạn, nhưng mà xe rửa lên là rất là sạch nha. Đậu hơi sát. Đây, về nội thất của xe đây các bạn. Lót sàn 5D có rối luôn. Ghế da, cửa sổ chơi. Và chiếc Mazda 3 này đang xin nhắc lại là đi được 36.000 km và giá bán là 590 triệu còn thương lượng nha. Và chiếc Mazda 3 này vẫn được vay ngân hàng luôn. Đồ nước sơn màu, màu nâu, rất là đẹp, xe hầu như là còn nguyên zin hết. Tuy hơi buồn tí nha các bạn. Rồi, tiếp theo đây là chiếc Sedona máy dầu số tự động bản cao cấp đời 2018, phiên bản là vẫn là phiên cái mẫu là vẫn mẫu cũ nè. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu nước sơn là màu trắng. Xe thì được kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Đảm bảo xe cho chúng ta là xe đẹp, không đông đụng, không ngập nước và test hãng toàn quốc. Và giá bán đang bán cho con Sedona này thì từ để quay nội thất tí ha. Nội thất rất là đẹp, sạch sẽ này, rất là đẹp nha. Và xe đi được 21.000 km và giá bán chỉ có 955 triệu, tiết kiệm được hơn xe mới là khoảng là 350 triệu chưa lăn bánh nha các bạn. Lăn bánh thì còn phải tiết kiệm gần được 500 á, không biết đâu ha. Đó, đây là chiếc Sedona. Rất là phù hợp cho các bạn và các anh chị nào hay đi xe xa mà kiếm một chiếc xe 7 chỗ mà nhiều đồ chơi thì Sedona là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời luôn. Và giá bán chỉ có 955 triệu, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Rồi, tiếp theo đây là chiếc Honda City Top
đời 2018 biển số 61 là Bình Dương. Sử nước sơn là màu đỏ. Xe đi được mới chỉ có 15.000 km mà thôi. Giá bán là 525 triệu còn thương lượng nha. 525 triệu còn thương lượng. Có cảm biến gear, camera gear đầy đủ. Xe rất là đẹp nha các bạn. CT là bản cao cấp, CT top luôn. Đó. Nội thất của xe nè các bạn. Ghế da đồ ha. Màn hình đầy đủ. Lót sàn đầy đủ luôn. Và cái chiếc CT này có một cái điểm nó hơi thua chiếc xe là nó không được trang bị cửa sổ trời, mặc dù là bản cao cấp nha. Đó, nhưng mà về chất lượng thì khỏi chê. À, là tín đồ của Honda thì CT top luôn luôn là một cái sự lựa chọn không bao giờ lọt ra khỏi danh sách của các bạn và các anh chị hết. Đó, biển số là 61 Bình Dương ha. Và đang xin nhắc lại, giá bán là chỉ có 525 triệu còn thương lượng nha. Bạn nào mua bán nhanh gọn lẹ thiện chí và có hỗ trợ trả góp nha. Ở đây thì là chiếc Everest bản Gen. Ford Everest bản Gen số tự động đời 2018. Biển số là 51 ở thành phố Hồ Chí Minh. Xe đi được 50.000 km và giá bán cũng là 955 triệu ngang với chiếc Serona. Ha, 955 triệu. Đi được mới có 50.000 km thôi. Đây, nội thất của chiếc Everest đây các bạn. Đó, ghế chỉnh điện ha, ghế da. Đó, rất đẹp ha. Thì đây đang sẽ đi sơ thôi. Là một cái báo giá tổng hợp thì còn những xe gì thôi. Thì không đi chi tiết tại vì tất cả xe ở đây đang đều có một clip chi tiết rồi. Nên các bạn và các anh chị nào muốn coi chiếc nào chi tiết thì có nhắn ra nếu tìm không thấy ha. Còn đây là chiếc Toyota Wigo số sàn đời 2019, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Nước sơn là màu trắng. Xe được mới có 25.000 km thôi các bạn. Và giá bán cực kỳ mềm luôn, 305 triệu nha. Bánh mâm đúc nè. Nội thất ở đây chúng ta thấy ha, có bọc trần. Xe rất là mới, ly lông vẫn còn nè. Lót sàn, ghế nỉ, số sàn ha. Và giá bán đang sẽ nhắc lại nha, 305 triệu. Chiếc Wigo số sàn đời 2019. Rất là đẹp này. Giá bán cực kỳ mềm và còn có trả góp luôn nha. Đó. Rồi, tiếp theo đây là chiếc Hyundai i10. Một dòng xe phân khúc A rất là thịnh hành trên thị trường. Biển số là 76, sử dụng nước sơn là màu trắng. Và phiên bản này là phiên bản sedan số sàn nha các bạn. Mà bản full. Các bạn thấy bánh mâm đúc ha. Và xe đi được 39.000 km và giá bán đang bán cho con này là 345 triệu nha. Còn thương lượng luôn. i10 số sàn. Rất đồ chơi nè. Có chén cửa nè, dán phim. Viền che mưa. Ghế là ghế da. Đấy. Bọc trần 5D. Lót sàn simili đầy đủ. Xe này thì mua chạy dịch vụ khỏi phải trang bị một cái gì luôn ha. Rất là phù hợp. Đó. Và đây xin nhắc lại nha, đây là chiếc Hyundai i10 số sàn bản full, với sơn màu trắng, biển số 76. Và giá bán đang bán cho này là 345 triệu còn thương lượng nha, có hỗ trợ trợ cấp ngân hàng luôn. Rồi, còn đây là một cái mẫu i10 luôn, nhưng mà mẫu hatchback đời 2016. Xe này là nhập nguyên con từ Ấn Độ. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, sử nước sơn là màu bạc. Đó. Và xe đi được 96.000 km nha các bạn, 96.000 km. Và giá bán chỉ có 295 triệu mà thôi. Rất là rẻ đúng không các bạn? 295 triệu. Có viền che mưa nè, dán phim. Nội thất thì cái màu đỏ của động cơ 1.2, hãng tắp lô. Bọc trần 5D, ghế da. Hà nỉ, có bệ bước không phải, có cái này, cái hay lòng lâu hay quên, nẹp bước chân trong ngoài, camera hành trình, màn hình LED đầy đủ, tốt, cái này thì khỏi chê rồi, nội thất rất là sạch sẽ luôn. Thì đang xin nhắc lại nha, đây là chiếc i10 đời 2016 phiên bản nhập, số sàn bản full, đi được 96.000 km và giá bán chỉ có 295 triệu mà thôi các bạn. Chưa tới 300 triệu nữa mà chúng ta đợi sở hữu được một chiếc xe nhập cực kỳ nhiều đồ chơi luôn. Cực kỳ phù hợp cho các bạn và các anh chị nào kiếm một chiếc xe về
chạy dịch vụ nè, đi gia đình nè, chở con hay gì đó, hai chị chạy nhà đi chợ đó thì đây rất là phù hợp luôn. Mẫu ngắn chúng ta sẽ luồn lách trong thị trường Thành phố Hồ Chí Minh rất là dễ ha. Rồi thì tiếp theo đây chính là Hyundai Accent đời 2019, biển số là 38, nước sơn là màu vàng be. Xe được 18.000 km nha các bạn. Và giá bán đang bán cho chiếc Accent này là chỉ có 445 triệu mà thôi. Đó. Thì còn một số bạn và một số anh chị thì hay nói là bên đang bán xe cao ngang giá mới. Thì trước khi đăng làm một clip hay là bán một chiếc xe thì thường đang đã tham khảo giá thị trường rồi, thì hầu như là giá cả thì giá thị trường hết nha các bạn, chứ không phải là bên đang bán mắc đâu, mà tất cả giá nó đều như vậy. Chiếc xe này giữ giá tốt thì nó vậy thôi ha. Đó, và giá bán là 445 triệu nha các bạn. Còn thương lượng cho các bạn mua bán nhanh gọn lẹ xe này thì còn vay ngân hàng được ha. Ở đây thì biển số 38 thì các bạn sợ sai thì đang sẽ hỗ trợ là rút hồ sơ cho các bạn, các bạn cứ yên tâm. Đây, chiếc Karen đã bán rồi, chiếc Accent trắng đã bán rồi luôn. À đây, Elantra Sport đời 2019, biển số là 93 là ở Bình Phước, đi được chỉ có 18.000 km mà thôi. Sổ nước sơn màu đen. Bạn này là bạn Sport mẫu mới nha các bạn, mẫu 2019 nha. Camera sẽ nằm dẹp và có cái nút mở cốp nằm ngay cái logo, chúng ta sẽ không thấy à. Và giá bán cho con này là chỉ có 695 triệu mà thôi. Rất là rẻ đúng không các bạn? Đó, viền che mưa nè, ghế da, chỉnh điện rồi đủ ha. Đó, rất là đẹp. Thì đáng nhắc lại nha, đây chiếc Elantra Sport đời 2019, biển số 93, xe được 18.000 km và giá bán là 695 triệu, còn thương lượng cho các bạn nó mua bán nhanh, gọn lẹ, thiện chí, nhiệt tình, có giá tốt nha. Và đang còn một chiếc Accent màu đỏ, số lao động đời 2019 luôn, xe được 28.000 km và giá bán là 480 triệu, còn thương lượng cho các bạn là mua bán nhanh gọn lẹ nha. Đó là tất cả các xe hiện tại bên đang đang tồn kho. Và các bạn và các anh chị nào đang để chiếc xe nào, thích chiếc xe nào và muốn có một cái giá tốt thì các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho Đăng. Đăng sẽ hỗ trợ các bạn và các anh chị một cách nhiệt tình nhất nha các bạn. Và Đăng sẽ ưu tiên cho các bạn và các anh chị nào vui vẻ thiện chí lên xem xe sớm và chốt trong ngay lần đầu tiên các bạn xem xe sẽ có một cái giá tốt hơn những lần khác nha. Ưu tiên cho lần đầu tiên để phục vụ cho ba chữ nhanh gọn lẹ thiện chí ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của Đăng. Và các bạn nào để ý chiếc xe nào và còn clip chi tiết của một chiếc xe nào thì Đăng đã làm hết rồi. Và tất cả xe đều đây thì Đăng đều bao đâm đụng, bao gầm nước và bao tết hạn cho các bạn. Các bạn còn chi tiết chiếc xe nào cứ gọi điện cho Đăng hoặc kết bạn Zalo, nhắn tin cho Đăng, Đăng sẽ gửi cái clip chi tiết cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn xem clip này sẽ có một cái tháng 9 làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn, thành công. Và các bạn nhớ để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh nha các bạn. Rồi, Đăng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.